Nga nêu biện pháp đáp trả việc tên lửa Mỹ tấn công Krum. Nga triển khai radar ibis có thể phát hiện mục tiêu cách 150 km. Mùa hè nguy hiểm trong xung đột Nga ukraine Phản ứng của Ukraine về chuyến thăm Nga của thủ tướng Ấn Độ. Nhật Bản tăng cường hợp tác với NATO. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, bây giờ là phần tin chi tiết. Nga có thể sớm thực hiện động thái cứng rắn nhằm đáp trả việc tên lửa Mỹ tấn công bán đảo Crimea. Việc tên lửa Mỹ tấn công bán đảo Crimea có thể trở thành giọt nước tràn ly khiến Nga đưa ra nhiều biện pháp đáp trả cực kỳ cứng rắn. Kể từ khi xung đột bùng nổ trên lãnh thổ Ukraine, nguồn cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự từ Mỹ đã trở thành yếu tố then chốt trong việc hỗ trợ lực lượng vũ trang Ukraine. Nga đã nhiều lần tuyên bố sẽ đáp trả hành động của Mỹ và các đồng minh. Tổng thống Nga Vladimir Putin lưu ý rằng Moscow không loại trừ việc cung cấp vũ khí cho các nước khác để đáp trả các hành động của NATO. Ngoài ra, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh Nga chắc chắn sẽ đáp trả hành động của Mỹ và phản ứng này sẽ sớm được biết đến. Theo Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính trị Quân sự tại Đại học Quốc gia quan hệ quốc tế Moscow, MGIMO, ông Alexei Podbereskin, Nga có thể lựa chọn phản ứng bất cân xứng bằng cách hỗ trợ các lực lượng chống lại phương Tây ở các khu vực khác nhau trên thế giới. Ông Pat Bereskin lưu ý rằng, Nga có nguồn lực đáng kể cả về lĩnh vực kỹ thuật quân sự và tài chính để thực hiện những hoạt động như vậy. Bên cạnh đó, chuyên gia quân sự Ivan Konovalov cho biết thêm, một trong những bước trả đũa của Nga có thể là tác động đến máy bay không người lái của Mỹ và đồng minh tham gia dẫn đường tên lửa Ukraine và thu thập dữ liệu tình báo. Những biện pháp như vậy đều mang tính hợp pháp, nhưng tránh được việc gây ra tăng căng thẳng bởi sẽ không dẫn đến thương vong của binh sĩ Mỹ hay NATO. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Andrei Belousov đã ra lệnh cho Bộ Tổng tham mưu quân đội đưa ra các đề xuất về cách đáp trả kịp thời những hành động thách thức của máy bay không người lái chiến lược của Mỹ hoạt động trên Biển Đen. Bộ Quốc phòng Nga nói rằng họ đã ghi nhận các hoạt động ngày càng gia tăng của các UAV Mỹ nhằm trinh sát và thu thập thông tin. Các thông tin này sau đó được chuyển về cho Ukraine để Kiev sử dụng vũ khí có độ chính xác cao do phương Tây viện trợ tấn công các cơ sở của Nga. Nga cáo buộc điều này thể hiện sự can dự ngày càng tăng của Mỹ và các nước NATO trong cuộc xung đột ở Ukraine. Những chuyến bay như vậy làm tăng khả năng xảy ra sự cố trên không phận với máy bay Nga, làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Liên minh, NATO và Liên bang Nga. Moscow cảnh báo các nước NATO sẽ phải chịu trách nhiệm nếu những vụ việc như vậy xảy ra. Lực lượng Nga đã bắt đầu sử dụng hệ thống radar IBIS mới trong khu vực kế hoạch quân sự, khiến quân đội Ukraine khó giành được yếu tố bất ngờ hơn nhiều so với trước đây. Ibis là trạm radar di động mới của Nga, có tầm hoạt động khoảng 150 km và có thể nhanh chóng phát hiện các mối đe dọa cả trên mặt đất và trên không. Bộ quốc phòng Nga cho hay, radar Ibis có thể phát hiện hầu như tất cả các đơn vị hỏa lực của đối phương, từ súng cối, đạn pháo đến tên lửa, cũng như các mục tiêu trên không như máy bay và UAV. Ibis cũng có thể hỗ trợ tinh chỉnh mục tiêu nếu cần. Điều này khiến Ibis trở thành một công cụ mạnh mẽ trong cả hoạt động phòng không và phản pháo chỉ huy kíp vận hành tổ hợp ibis có biệt hiệu shatter cho biết trạm radar mới được cải tiến đáng kể so với các mẫu radar trước đó với tính cơ động cao thời gian triển khai và rút khỏi hòa điểm ngắn ibis trở thành mục tiêu khó săn lùng cho đối phương phạm vi trinh sát của ibis được mở rộng đáng kể sau khi xác định vị trí mục tiêu chúng tôi ngay lập tức chuyển tiếp thông tin đến các đơn vị hỏa lực từ đó nâng cao hiệu quả của các hoạt động phản pháo kíp vận hành của ibis được bố trí trong một khoang bọc thép đặc biệt để bảo vệ khỏi các mảnh đạn. Ngoài các binh sĩ điều khiển radar chính, kỹ vận hành ibis, còn có một đội binh sĩ trang bị vũ khí chống UAV và thiết bị tác chiến điện tử giúp tăng khả năng sống sót của hệ thống radar này. Trong đoạn video do bộ quốc phòng Nga đăng tải, radar ibis được ngụy trang kỹ càng, di chuyển nhanh chóng qua khu vực rừng cây. Sau khi xe dừng, hai binh sĩ mang vali chứa thiết bị tác chiến điện tử và súng chống UAV nhanh chóng ra khỏi cabin. Sau khi vào vị trí ở hai bên xe, Họ bắt đầu quét bầu trời để tìm kiếm các mục tiêu trên không. Một người lái xe của hệ thống radar Ibis có biệt danh Forsik giải thích thêm: "Tôi cũng có một màn hình trong buồng lái để phát hiện UAV FPV. Khi chúng xuất hiện, chúng tôi ngay lập tức kích hoạt tất cả các hệ thống tác chiến điện tử để vô hiệu hóa tín hiệu UAV ngay khi nó đến gần." Một binh sĩ vận hành hệ thống radar Ibis cho hay: "Hệ thống hoàn toàn tự động và có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết." sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại hòa điểm. kỹ vận hành nhanh chóng thu dọn thiết bị và di chuyển đến vị trí mới. Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ, Ibis đã được sử dụng nhiều lần để ngăn chặn các cuộc tấn công của Ukraine bằng cách phát hiện tên lửa đang lao tới và nhanh chóng chuyển dữ liệu đến các đơn vị phòng không. Theo nhận định của tờ Wall Street Journal mới đây, khi xung đột Nga-Ukraine bước sang mùa hè thứ ba tiền tuyến dài hơn 1.000 km trong cuộc xung đột này là nơi diễn ra một ván cờ nguy hiểm với mỗi bên di chuyển những quân cờ nhằm tìm kiếm lợi thế mà không để mất quyền kiểm soát lãnh thổ ở những khu vực khác. Quân đội Ukraine gần đây đã đẩy lùi một số cuộc tấn công của Nga hiện đang phản công tại các khu vực ở phía Đông Bắc. Cách đó hơn 300 km về phía Đông Nam, quân đội Nga đang tiến về một tuyến đường tiếp tế quan trọng giúp duy trì khả năng phòng thủ của Ukraine tại thành phố bị bao vây trong khu vực này cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đang dần đi đến giai đoạn căng thẳng, trong đó hàng nghìn người có thể sẽ thương vong ở cả hai bên, nhưng dường như không bên nào có thể tạo ra bước đột phá mang tính quyết định. Đối với Ukraine, sau cuộc phản công thất bại vào mùa hè năm ngoái, nhiệm vụ hiện tại là sử dụng vũ khí mới của phương Tây để giữ vững các vị trí. Một quan chức an ninh cấp cao của Ukraine cho biết, Nga có vẻ sẽ tiếp tục cách tiếp cận cứng rắn của mình, sẵn sàng tấn công để đạt được một số bước tiến nhỏ Vị này nói, họ không có đủ quân để tấn công quy mô lớn vào Kharkov, triển khai quân đến đó sẽ khiến các khu vực khác của mặt trận yếu hơn. Với tiền tuyến hầu như không có biến động lớn, cả hai bên đều đang tìm cách sử dụng các cuộc tấn công tầm xa để giành lợi thế trước mùa đông năm nay. Nga đã nhắm mục tiêu vào các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng khác bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái UAV, làm mất một nửa công suất phát điện của Ukraine và gây ra tình trạng mất điện luân phiên ở nhiều thành phố Nga cũng đã tấn công dữ dội vào các vị trí phòng thủ của Ukraine bằng bom lượn được phóng từ máy bay chiến đấu và vào tháng 6 vừa qua đã thả một quả bom nặng 3 tấn lần đầu tiên. Trong khi đó, Ukraine đang sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ và các đồng minh cung cấp nhằm mục đích cô lập Crimea, bán đảo phía nam mà Nga đã sắp nhập vào năm 2014 và vẫn là điểm yếu do vị trí địa lý biệt lập so với đất liền Nga. Một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết mặc dù Nga vẫn đạt được một số bước tiến nhỏ trên chiến trường, nhưng có vẻ như Ukraine đã có chiến lược khá tốt trong một số cuộc tấn công và cơ động của họ. Các quan chức Ukraine và các nhà phân tích quân sự cho biết, Nga cũng muốn kéo các đơn vị Ukraine khỏi những vị trí khác trên tuyến phòng thủ của mình và đưa Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, vào tầm bắn của pháo binh Nga. Bây giờ, sau khi quân phòng thủ Ukraine ngăn được bước tiến của Nga, họ đang phải vật lộn bổ sung quân nhằm tiến xa hơn. Theo các quan chức Ukraine, Nga đã có thể thay thế số quân bị thương vong thông qua tuyển dụng, nhưng tình trạng hao hụt quân số đã khiến mọi bước tiến đều chậm lại. Tuy nhiên, các lực lượng Nga vẫn đang tiến về phía trước ở khu vực phía đông Donetsk. Vào tháng 6, lực lượng Nga đã xâm nhập vào rìa phía đông của thành phố Chasovya, một điểm cao trong khu vực sau khi chiếm được trước đó rồi bị đánh bật ra. Họ đang tiến về phía tây bắc từ thành phố adipka một mục tiêu lớn của Moscow trong năm nay hướng đến một tuyến đường tiếp tế cho cha sốt gia Liệu Nga có tìm cách tấn công quy mô lớn vào mùa hè này hay không vẫn là câu hỏi khó khăn đối với các nhà chiến lược Ukraine và cố vấn phương Tây của họ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 8 tháng 7 đã chỉ trích chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới Moscow là nỗi thất vọng to lớn và là cú đánh mạnh vào những nỗ lực hòa bình giữa bối cảnh Ukraine cáo buộc bị tên lửa Nga tấn công. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại dinh thự của ông ở Novo Ogaryovo bên ngoài Moscow, trong khi cách đó 900 km, tên lửa Nga nhắm vào các thành phố của Ukraine trong cuộc tấn công sáng sớm mà phía Kiev cho biết khiến nhiều người bị thương. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận trên Telegram rằng các lực lượng của nước này đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa lớn vào Ukraine ngày 8 tháng 7, nhưng khẳng định các mục tiêu là những cơ sở công nghiệp quân sự và căn cứ không quân của Ukraine. Chuyến thăm của ông Modi đánh dấu chuyến thăm đầu tiên tới Nga kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra vào cuối tháng 2 năm 2022. Thủ tướng Modi không bình luận về các cuộc tấn công, mà thay vào đó khen ngợi mối quan hệ giữa Nga và Ấn Độ. Ông Modi cũng thông báo sẽ mở hai lãnh sự quán mới ở các thành phố Yekaterinburg và Kazan của Nga nhằm tạo điều kiện cho đi lại và hoạt động kinh doanh. Ông Modi nói, cho dù ở Nga đang xuống âm bao nhiêu độ, thì tình hữu nghị giữa Nga và Ấn Độ luôn tăng lên. Đây là mối quan hệ dựa trên nền tảng tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Chuyến thăm Nga của Thủ tướng Modi là dấu hiệu cho thấy New Delhi và Moscow vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, bất chấp việc mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc ngày càng sâu sắc và phương Tây tìm cách cô lập Nga. Ấn Độ có mối quan hệ truyền thống với Nga và vẫn phụ thuộc vào Điện Kremlin về các phương tiện quân sự. Nước này đã tăng cường mua dầu thô được giảm giá từ Nga giữa bối cảnh Moscow đối mặt với lệnh trừng phạt từ phương Tây. Trước thêm chuyến thăm, tuyên bố từ văn phòng của Thủ tướng Modi cho biết, nhà lãnh đạo Ấn Độ sẽ xem xét tất cả khía cạnh của mối quan hệ hợp tác song phương với người bạn của tôi, Tổng thống Vladimir Putin, và chia sẻ quan điểm về các vấn đề khu vực cũng như toàn cầu. Chúng tôi mong muốn đóng vai trò tích cực vì một khu vực hòa bình và ổn định. Thương mại giữa Nga và Ấn Độ lên đến gần 65 tỷ đô la Mỹ năm 2023-2024 chủ yếu do hợp tác mạnh mẽ về năng lượng, nhưng hầu hết số tiền này đều chảy về phía Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Ranhir Jaiswal nói, ông cho biết việc làm giảm sự mất cân bằng thương mại sẽ là vấn đề ưu tiên trong các cuộc thảo luận của ông Modi với ông Putin. Chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra trên thế giới, chúng tôi xin tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất sau đây. Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây tiếp tục bác yêu cầu từ bỏ cuộc đua vào Nhà Trắng tới từ một số nghị sĩ thuộc Đảng Dân chủ. Cụ thể, tờ The Hill dẫn bức thư được nhóm tranh cử của Tổng thống Biden chia sẻ viết rằng, những tranh cãi xoay quanh màn đối đầu trên truyền hình có phần lép vế của ông trước đối thủ là ông Donald Trump đã nhấn chìm Đảng Dân chủ. Một đoạn trong bức thư của ông Biden viết, câu hỏi về việc làm thế nào chúng ta tiếp tục tiến về phía trước đã được chú ý suốt thời gian gần đây chúng ta còn 42 ngày nữa là tới sự kiện Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ và 119 ngày nữa là tới cuộc bầu cử Tổng thống. Bất kỳ suy yếu nào trong sự quyết tâm hay sự thiếu rõ ràng trong nhiệm vụ phía trước sẽ chỉ giúp cho đối thủ là ông Trump và khiến chúng ta bị tổn thương. Đã đến lúc chúng ta sát cánh cùng nhau tiến về phía trước như một đảng thống nhất và đánh bại ông Trump. Bức thư viết thêm, tôi đã nghe thấy những nhận định lo lắng của mọi người, những sợ hãi và lo ngại mang thiện chí. Tôi có thể phản hồi những điều này bằng tuyên bố rõ ràng và dứt khoát rằng tôi sẽ không tái tranh cử nếu tôi không hoàn toàn tin tưởng bản thân là người tốt nhất có thể đánh bại ông Trump trong năm 2024. Bất chấp áp lực ngày càng tăng, ông Biden vẫn một mực tuyên bố không có kế hoạch rút khỏi cuộc đua. Ông đăng trên mạng xã hội X rằng: "Tôi xin nói rõ ràng nhất có thể, tôi là tổng thống Mỹ đương nhiệm, là ứng cử viên của Đảng Dân chủ, tôi sẽ tiếp tục cuộc đua." Bên cạnh đó, xuất hiện trên chương trình truyền hình Morning Joe của MSNBC, ông chủ nhà trắng bày tỏ tin tưởng rằng cử tri vẫn ủng hộ ông, đồng thời kêu gọi nếu có bất cứ ai muốn cạnh tranh vị trí ứng viên tổng thống, hãy thách thức ông tại đại hội đảng dân chủ vào tháng 8. Khi người dẫn chương trình Mika Brzezinski liệt kê danh sách những tổ chức truyền thông lớn và các chuyên gia đang kêu gọi ông bỏ cuộc, tổng thống Mỹ khẳng định ông không quan tâm. Ông chủ nhà trắng nhấn mạnh, điểm mấu chốt là tôi sẽ không đi đâu hết nếu không hoàn toàn tin tưởng bản thân là ứng viên sáng giá nhất có thể đánh bại ông Donald Trump năm 2024, tôi đã không ra tranh cử. Sau màn tranh luận không như kỳ vọng vào cuối tháng 6, ông Biden nhiều lần xoa dịu những lo ngại về bản thân và khẳng định vẫn đủ minh mẫn để tiếp tục nhiệm vụ. Theo đài CNN, nhiều chính trị gia và các nhà lãnh đạo trên thế giới đã bình luận về kết quả bất ngờ của cuộc bầu cử Quốc hội Pháp hôm 7 tháng 7 với chiến thắng thuộc về liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân mới (NFP), ngay sau đó, thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hoan nghênh kết quả bầu cử ở Anh và Pháp vì đã ngăn đảng cực hữu giành chiến thắng. Ông Sanchez viết trên mạng xã hội X: "Tại thời điểm hiện tại, hai trong số những quốc gia lớn nhất châu Âu đã chọn con đường giống như Tây Ban Nha một năm trước: từ chối cực hữu và cam kết quyết liệt với một phe cánh tả." giải quyết các vấn đề của người dân bằng các chính sách nghiêm túc và dũng cảm. Anh và Pháp đã nói có với sự tiến bộ xã hội và nói không với sự thoái trào về quyền và tự do. Thủ tướng Ba Lan, Donald Tusk, người theo đường lối trung tả, cũng ca ngợi chiến thắng của phe cánh tả Pháp. Ông Nils Smith, người phát ngôn chính sách đối ngoại của Đảng Dân Chủ Xã hội của Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho rằng kết quả bầu cử Pháp giúp tránh điều tồi tệ nhất xảy ra. Ông Nikos Adroulakis, Người đứng đầu Đảng Xã hội PASOK của Hy Lạp nói rằng, người dân Pháp đã dựng một bức tường chống lại phe cực hữu, chống phân biệt chủng tộc, đồng thời bảo vệ các nguyên tắc vượt thời gian của Cộng hòa Pháp: tự do, bình đẳng và bác ái. Tổng thống cánh tả của Colombia, ông Gustavo Petro, cũng chúc mừng người dân Pháp đã tránh được chủ nghĩa cực hữu. Quay trở lại với chiến thắng ngoạn mục của Mặt trận Bình dân mới (NFP) trong cuộc bầu cử quốc hội tại Pháp, nhiều người đặt ra câu hỏi liệu liên minh này có gì đặc biệt? Thủ tướng tiếp theo của Pháp sẽ đến từ liên minh này. NFP bao gồm nhiều đảng, đảng cực tả, Frank Anbaut, nước Pháp không khuất phục, đảng xã hội ôn hòa hơn, đảng xanh, Ecologist, đảng Cộng sản Pháp, đảng Trung tả, Place Public và các đảng nhỏ khác. Liên minh này được thành lập chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 9 tháng 6 giải tán quốc hội, kêu gọi bầu cử quốc hội bất thường. Do thất bại của đảng Phục hưng của ông, trước đảng RN tại cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu, ông Olivier Faure, lãnh đạo đảng xã hội, phát biểu kêu gọi lập liên minh. Sau thất bại tại cuộc bầu cử châu Âu, ông Emmanuel Macron đã lựa chọn một canh bạc bầu cử vào thời điểm mà phe cực hữu đang ở thời kỳ hùng mạnh nhất. Đứng trước nguy cơ chứng kiến phe này lên nắm quyền, lần đầu tiên kể từ Thế chiến II, chỉ có một phe cánh tả thống nhất mới có thể ngăn cản được điều này. Trong khi đó, Liên quan đến việc chọn thủ tướng tiếp theo của Pháp, hiến pháp Pháp cho phép tổng thống chọn thủ tướng theo ý mình. Tuy nhiên, quốc hội có thể buộc chính phủ giải tán, nên tổng thống thường sẽ chọn người được quốc hội chấp nhận. Trong trường hợp này, thủ tướng có thể đến từ liên minh cánh tả phe chiếm đa số trong quốc hội mới. Tuy nhiên, do được thành lập từ nhiều đảng khác nhau với quan điểm khác nhau nên khó đoán định liên minh này sẽ đề cử ai làm thủ tướng. Theo hãng tin CNN, hơn 10 hạ nghị sĩ ở các cấp của Đảng Dân chủ vừa có cuộc họp trực tuyến tới lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện, Hakim Jeffrey và đa phần họ kêu gọi Tổng thống Mỹ Joe Biden từ bỏ cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024. Sau khi được hỏi liệu có nên để ông Biden tiếp tục tái tranh cử hay không, bản thân ông Jeffrey chưa công bố lập trường của mình. Ba nguồn tin giấu tên khẳng định, số lượng nghị sĩ dứt khoát cho rằng ông Biden không nên trở thành ứng cử viên Đảng Dân chủ nhiều hơn số người ủng hộ ông nên ở lại. Trong số các nghị sĩ phản đối, có hạng nghị sĩ Mark Takano, Adam Smith, Jim Himes, Joe Morel, Jerry Nadler và Susan White. Trước đó, năm hạng nghị sĩ dân chủ đã công khai kêu gọi ông Biden dừng chiến dịch tranh cử sau màn thể hiện không tốt trong cuộc tranh luận với ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa Donald Trump, gồm Lloyd Doggett, Mike Quigley, Raul Grijalva, Seth Moulton và Angie Craig. Trong cuộc họp trực tuyến kéo dài suốt 2 giờ, nhiều nghị sĩ bày tỏ lo ngại Đảng Dân Chủ sẽ mất cơ hội chiếm đa số tại Hạ viện nếu ông Biden là ứng cử viên. Một số người khác cho rằng nên đề cử Phó Tổng thống Kamala Harris làm ứng viên đại diện Đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, nhiều hạ nghị sĩ kỳ cựu vẫn ủng hộ Tổng thống. Lãnh đạo phe Dân Chủ tại Hạ viện Jeffries và hạ nghị sĩ James Clyburn tuần trước nói rằng ông Biden không nên rút khỏi cuộc đua Cựu chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cũng bày tỏ hoàn toàn tin tưởng vào Tổng thống Biden và mong đợi dự lễ nhậm chức nhiệm kỳ mới của ông vào ngày 20 tháng 1 năm 2025. Bài kiểm tra quan trọng tiếp theo của ông Biden sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 7 khi ông dự kiến tổ chức cuộc họp báo tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở thủ đô Washington. Các hạ nghị sĩ Strip và Chris Murphy không kêu gọi ông Biden dừng tranh cử nhưng cho rằng tổng thống cần gạt bỏ những lo ngại của cử tri. Dự kiến Đảng Dân Chủ tổ chức họp kín vào hôm nay, mùng 9 tháng 7, theo giờ địa phương. Và ông Jeffries đã nói rõ sẽ cho phép các thành viên được bộc bạch suy nghĩ và đưa ra phán quyết của mình. Cuộc họp này nhằm tìm ra cách tốt nhất để bước tiếp trong cuộc đua vào Nhà Trắng, trong khi vẫn dành cho Tổng thống sự tôn trọng mà ông xứng đáng được hưởng trong suốt sự nghiệp chính trị đã qua. Quan điểm của các thành viên Đảng Dân Chủ tại cuộc họp kín sắp tới sẽ mang tính quyết định, theo CNN. Trong lúc này, ông Biden vẫn bận rộn với những nỗ lực vận động tranh cử tại bang Pennsylvania quan trọng. Trong một cuộc tiếp xúc, ông Biden khẳng định đã nhận được sự ủng hộ từ Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ John Fetterman, Hạ nghị sĩ Maladendin và Phó Thống đốc Austin Davis. Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nga, ông Ivan Chebeskov, Moscow đang nỗ lực tạo ra cơ sở hạ tầng thanh toán với các ngân hàng trung ương của những quốc gia thành viên BRICS theo đài Sputnik, phát biểu bên lề Diễn đàn Hòa bình Thế giới lần thứ 12 ở Bắc Kinh, Trung Quốc, Đại sứ Nga tại Trung Quốc Igor Mogulov cho biết các nước BRICS đang phát triển cơ chế và công cụ của một hệ thống tài chính độc lập hoàn toàn với đồng đô la Mỹ. Đồng thời, nhà ngoại giao Nga cũng thông báo các nước thành viên BRICS đang đàm phán về một đồng tiền tệ chung. Ông Mogulov nhận định việc tạo ra một đồng tiền chung nội khối là xu hướng tất yếu, nhưng cũng lưu ý rằng không nên mong đợi những thay đổi trong tương lai gần. Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Nga, Anton Siluanov cho biết, nước này đã mời các nước thành viên BRICS và các đối tác của liên minh này tiến hành thanh toán xuyên biên giới trên nền tảng thanh toán BRICS Bridge. Dự án này hiện đang ở giai đoạn phát triển sâu. Nga cho rằng BRICS Bridge sẽ giải quyết sự phân mảnh của hệ thống thanh toán hiện tại bên ngoài cơ sở hạ à tầng không thân thiện của phương Tây. Ngoài ra, nền tảng thanh toán kỹ thuật số chung này sẽ đảm bảo mức độ bình đẳng phù hợp và góp phần phát triển quan hệ thương mại giữa các nước BRICS và các quốc gia thân thiện. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng các nước BRICS đang nỗ lực tạo ra hệ thống thanh toán của mình, không phụ thuộc vào hệ thống phương Tây. Nga đã và đang quảng bá hệ thống thanh toán nội địa của mình như một giải pháp thay thế đáng tin cậy cho hệ thống SWIFT sau khi nhiều tổ chức tài chính của nước này bị cắt khỏi mạng lưới tài chính phương Tây vào năm 2022. Hệ thống nhắn tin liên ngân hàng SPFS của Nga đảm bảo việc chuyển các thông điệp tài chính an toàn giữa các ngân hàng trong và ngoài nước. Hiện BRICS đang áp dụng hệ thống thanh toán điện tử BRICS là hệ thống thanh toán sẽ được xây dựng để giảm chi phí và thủ tục phức tạp của thanh toán quốc tế. Hệ thống này cho phép doanh nghiệp và người tiêu dùng thực hiện giao dịch bằng đồng nội tệ một cách an toàn và hiệu quả. BRICS đóng góp 24% tổng sản phẩm quốc nội GDP toàn cầu và 16% kinh mạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của thế giới. Vào tháng 4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng đã nói rằng cơ chế tài chính độc lập của BRICS khi được phát triển thành công sẽ đặt ra những lo ngại lớn cho phương tây ông nói công việc này đang ngày càng khiến mỹ và các đồng minh lo lắng họ hiểu rằng nếu công việc này thành công và chúng ta đạt được điều này tức phát triển các cơ chế tài chính độc lập nó sẽ đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về các cơ chế toàn cầu hóa đang hoạt động dưới sự lãnh đạo của phương tây Thủ tướng Nhật Bản, ông Kishida Fumio nói nước này sẽ tăng cường hợp tác với NATO trong bối cảnh Nga tấn công Ukraine và hợp tác quân sự sâu rộng với Triều Tiên. Trong phát biểu bằng văn bản trước khi tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại thủ đô Washington của Mỹ trong tuần này, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã nói an ninh của khu vực châu Âu, Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương là không thể tách rời. Việc Nga tấn công Ukraine và hợp tác quân sự sâu rộng với Triều Tiên là những lời nhắc nhở mạnh mẽ về điều đó đồng thời nhấn mạnh nhật bản quyết tâm tăng cường hợp tác với nato và các đối tác theo các quan chức chính phủ nhật bản bên cạnh mục tiêu đặt ra những tham vọng chiến lược mới trong đó nhấn mạnh việc tăng cường khả năng phòng thủ và gian đe mỹ nato và bốn nước đối tác ở khu vực ấn độ dương thái bình dương dự kiến sẽ đạt được thỏa thuận mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực liên quan đến an ninh nhất là chống lại các cuộc tấn công mạng chống lại các thông tin sai lệch cũng như khả năng ứng phó với các công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo ai Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hồi tháng 5 năm ngoái cũng đã xác nhận việc NATO đề xuất mở văn phòng đại diện tại Nhật Bản. Đây cũng là văn phòng liên lạc đầu tiên của NATO tại châu Á. Do bị ràng buộc bởi hàng thập kỷ theo chủ nghĩa hòa bình, Nhật Bản đã ngần ngại cung cấp viện trợ sát thương cho Ukraine, nhưng Tokyo đã cung cấp viện trợ tài chính cho Kiev, dẫn đầu các nỗ lực chuẩn bị cho công cuộc tái thiết sau xung đột ngoài ra nước này cũng đã đóng góp vào quỹ của nato để cung cấp thiết bị không sát thương cho ukraine như hệ thống phát hiện drone chống máy bay trước đó đại sứ michael carpenter cố vấn cấp cao về châu âu tại hội đồng an ninh quốc gia nhà trắng đã tuyên bố nato không mở rộng sang ấn độ dương thái bình dương không có quy trình gia nhập nato tại đây tất cả khả năng phòng thủ và gian đe của nato đều nằm ở khu vực châu âu đại tây dương trên lãnh thổ của các đồng minh nato Chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh sắp tới bao gồm các nỗ lực tăng cường quan hệ đối tác của NATO với bốn đối tác Ấn Độ Dương Thái Bình Dương được gọi là IP4 hoặc IPP. Năm nay đánh dấu kỷ niệm 75 năm thành lập Liên minh Xuyên đại Tây Dương gồm 32 thành viên. Đại sứ Carpenter nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác an ninh với các nước IP4. Ông nhấn mạnh các đối tác Ấn Độ Dương Thái Bình Dương vô cùng quan trọng đối với tất cả các đồng minh NATO của chúng tôi. Đây là một khu vực quan trọng và an ninh của châu Âu ảnh hưởng đến an ninh của Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Vì vậy, đây là thời điểm quan trọng để chúng ta có thể phối hợp trong những vấn đề như khả năng phục hồi, chống lại thông tin sai lệch, hợp tác công nghiệp quốc phòng và một loạt vấn đề khác. Vị đại sứ cũng cho biết NATO sẵn sàng đón nhận nhiều đối tác Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương hơn, đồng thời nhấn mạnh Nga là mối đe dọa chính đối với các đồng minh NATO, hợp tác giữa NATO và các nước IP4 ngày càng trở nên quan trọng hơn khi Nga bị cáo buộc tăng cường hợp tác quân sự với Triều Tiên. Thưa quý vị, chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra ở Trung Đông và cuộc xung đột giữa Israel Hamas. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất tiếp theo ngay sau đây. Theo The National, tàu khu trục Shahen của Hải quân Iran gặp sự cố khi đang được sửa chữa tại cảng Bandar Abbas ở miền Nam Iran. Thông tin ban đầu cho thấy đây là một vụ tai nạn hi hữu. Hãng thông tấn quốc gia Iran, IRNA, dẫn lời hải quân nước này cho biết, sự việc khiến một số người bị thương nhẹ và họ đã được đưa đến bệnh viện. IRNA cho biết, con tàu gặp nạn ở vùng nước nông nên có thể được đưa trở về trạng thái cân bằng, thêm rằng điều này đang nhanh chóng được thực hiện. Hình ảnh do IRNA đăng tải cho thấy, tàu Sahen bị lật về phía bên trái, phần mũi tàu nhô cao hơn phần đuôi. Chỉ có một bên thân tàu và mái vòm sonar bộ phận chứa các thiết bị điện tử dùng để phát hiện, định vị và đo khoảng cách còn ở trên mặt nước. Tàu Sahen có tên tương tự một ngọn núi ở miền Bắc Iran, được đóng trong vòng 6 năm và hạ thủy tại Vịnh Ba Tư vào tháng 12 năm 2018. Là một trong những chiến hạm mặt nước hiện đại nhất của Iran, con tàu có lượng dãn nước 1.300 tấn này được trang bị nhiều loại tên lửa phòng không và đối đất, cùng năng lực radar và chống radar tiên tiến và duy trì hành trình trong vòng 5 tháng mà không cần tiếp tế. Sahel là chiếc thứ năm thuộc lớp tàu chiến Much do Iran tự phát triển. Tehran gọi đây là tàu khu trục, nhưng giới chuyên gia cho rằng kích thước và vũ khí của chúng nằm trong nhóm tàu hộ vệ hạng nhẹ. Mỗi tàu lớp Much dài 95 m rộng 11 m có lượng dạng nước 2.000 tấn và được ứng dụng một số công nghệ tàng hình trước radar đối phương. Tàu hộ vệ Sahel được trang bị 4 tên lửa chống hạm Quader có tầm bắn trên 200 km, tên lửa phòng không tầm xa Chayat-2, hải pháo đa dụng 76mm và pháo tự động 40mm cùng 6 ngư lôi. Tàu chiến Iran gần đây hoạt động tích cực ở Biển Đỏ, được cho là nhằm hỗ trợ nhóm vũ trang Houthi trong chiến dịch tập kích tuyến hàng hải quốc tế ở khu vực. Chiến hạm Sahel đã một số lần được triển khai tới đây. Đây không phải lần đầu tiên tàu hải quân Iran bị chìm. Điều tương tự từng xảy ra với tàu hộ vệ Damavan tại biển Caspi hồi tháng 1 năm 2018 khi con tàu đâm vào đê chắn sóng. Công trình được xây dựng để bảo vệ bến cảng, khu neo đậu và bờ biển khỏi sóng biển hoặc nước dâng do bão. Tháng 6 năm 2021, một tàu chiến khác của Iran là Khak đã bị chìm do gặp hỏa hoạn tại vịnh Oman. Ngày 8 tháng 7, lực lượng quân đội Israel đã tấn công thành phố Gaza, điều động các đoàn xe tăng tiến vào trung tâm thành phố từ nhiều hướng khác nhau. Người dân thành phố tin rằng đây là một trong những cuộc tấn công lớn nhất kể từ khi xung đột Hamas-Israel nổ ra Lực lượng Israel đã ném bom suốt đêm hôm 7 tháng 7 cho đến sáng sớm mùng 8 tháng 7. Cơ quan khẩn cấp dân sự Gaza cho biết có hàng chục người đã thiệt mạng nhưng các đội cấp cứu không thể tiếp cận vị trí của các nạn nhân vì các cuộc tấn công đang diễn ra ở các quận Darat và Tufa ở phía đông và Ten Al-Hawa, Sabra và Siman ở xa hơn về phía tây. Truyền thông khu vực dẫn lời các nhân chứng tại Gaza cho biết xe tăng của Israel đã tiến từ ít nhất 3 hướng để vào trung tâm của thành phố Gaza với sự hiểm trợ của hỏa lực dày đặc từ trên không và trên mặt đất. Có tới hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa để tìm nơi trú ẩn an toàn hơn. Một quan chức y tế người Palestine cho biết, các bác sĩ tại Bệnh viện Baptist Arab Al-Ali ở thành phố Gaza đã phải sơ tán bệnh nhân đến Bệnh viện Indonesia vốn đã đông đúc và thiếu trang thiết bị ở phía bắc giải Gaza. Trong khi đó, quân đội Israel xác nhận, đã tiến hành chiến dịch nhằm vào các cơ sở hạ tầng của lực lượng Hamas ở giải Gaza và trên 30 chiến binh Hamas đã thiệt mạng. Cuộc tấn công mới của Israel diễn ra khi Ai Cập, Qatar và Mỹ đang đẩy mạnh nỗ lực hòa giải để hướng tới thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas khi cuộc xung đột ở Gaza bước sang tháng thứ 10. Tuy nhiên, quân đội Israel trước đó thừa nhận cuộc xung đột với Hamas sẽ kéo dài nhiều năm dù cho rằng đối phương không thể mở lại những đòn đánh vượt biên giới phát ngôn viên lực lượng phòng vệ Israel IDF, chuẩn tướng Daniel Hagari trả lời đài ABC của Mỹ đánh giá về tương lai chiến sự tại giải Gaza rằng liệu sau 5 năm nữa tôi và các bạn có còn nói về sự tồn tại của Hamas ở giải Gaza? Tôi nghĩ câu trả lời là có. Quan chức này cho biết Israel đang lập kế hoạch cho xung đột kéo dài với Hamas, nhưng khẳng định đối phương đã không còn đủ nguồn lực và khả năng để tung các đòn đánh thọc sâu vào lãnh thổ Israel như sự kiện ngày mùng 7 tháng 10 năm 2023. Thưa quý vị, xung đột Nga-Ukraine và những biến động của chính trường thế giới đang ngày càng trở nên phức tạp và căng thẳng nhiều hơn. Mặc dù cả hai bên đều nêu ra điều kiện hòa bình, nhưng đều rất khó khả thi. Trong bản tin hôm nay, mời quý vị đến ngay với phần cập nhật diễn biến nóng xoay quanh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Theo tờ Kiev Post, hôm 7 tháng 7, chia sẻ trên Telegram, nhóm lực lượng tác chiến chiến lược Khotysia cho hay Cường kích Su-25 của Nga đã bị các xạ thủ phòng không thuộc lữ đoàn cơ giới mang tên Đại tá Marco Besruko bắn hạ tại khu vực Pokrovsky thuộc vùng Donetsk. Tuy nhiên, thông tin loại vũ khí được dùng để bắn hạ Su-25 Nga không được tiết lộ. Su-25 là máy bay tấn công cận âm hai động cơ được thiết kế để hỗ trợ tầm gần trên không tại các khu vực chiến đấu cả ngày lẫn đêm trong điều kiện tầm nhìn kém và thời tiết bất lợi. Su-25 tấn công các mục tiêu trên mặt đất cũng như các mục tiêu trên không ở độ cao thấp và di chuyển chậm. Thời gian qua, nhiều báo cáo cho hay hàng loạt máy bay ném bom Su của Nga đã bị bắn rơi ở Ukraine. Theo tạp chí Forbes, số lượng máy bay chiến đấu Nga bị bắn hạ đang hơn gấp 20 lần tốc độ có thể sản xuất để thay thế chúng. Forbes cho rằng thành công của lực lượng phòng không Ukraine có được là nhờ triển khai các hệ thống hiện đại như tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất và các khẩu đội tên lửa đất đối không NASAMS. Tuy nhiên, sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky, Bộ Quốc phòng Ukraine và Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 110 tuyên bố các khẩu đội phòng không của đơn vị này đã bắn hạ tổng cộng 7 cường kích Su-25 Nga trong vòng 3 tuần, vụ gần nhất vào cuối tháng 5, ngay lập tức giới chuyên gia phương Tây đang đặt nghi vấn về thông tin này. Do quân đội Ukraine và Lữ đoàn 110 đến nay chưa công bố bằng chứng rõ ràng nào để ủng hộ tuyên bố của mình. Cây bút David Ace viết trên Forbes rằng, Họ chỉ chứng minh được hai vụ trong số này, gồm một bức ảnh mờ mịt cho thấy thứ gì đó bốc cháy trên mặt đất, cùng một video quay từ rất xa ghi lại cảnh tên lửa phát nổ gần phi cơ đang bay thấp. Có thêm một bằng chứng khác, nhưng nó thực tế lại là cảnh trong game. Đoạn video giống với các tựa game như 3, Digital Combat Simulator hay War Thunder, tất cả đều có sự xuất hiện của Su-25. tờ Business Insider của Mỹ đánh giá chưa rõ chủ ý của lữ đoàn cơ giới số 110 đăng sau việc đăng các đoạn video trên bởi đơn vị này không khẳng định đây là video quay cảnh chiến đấu trực tiếp, nhưng cũng không giải trình nó là hình ảnh đồ họa. Các chuyên gia phương Tây nhận định lữ đoàn 110 Ukraine đã phóng đại thành tích chiến đấu của mình, do đây là một trong những đơn vị hứng chịu tổn thất nặng nề nhất trong một năm qua và đang muốn tăng cường sĩ khí cho các quân nhân. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa cho biết lực lượng Nga lại tiếp tục tập kích quy mô lớn bằng tên lửa nhằm vào Ukraine. Hơn 40 quả đạn các loại đã tấn công thủ đô Kiev cùng các thành phố Dnipro, Rih, Slavyansk và Kramatorsk. Nhiều khu dân cư, cơ sở hạ tầng và một bệnh viện đã bị hư hại. Cuộc tấn công diễn ra ban ngày thay vì ban đêm hoặc dạng sáng như các đợt tập kích quy mô lớn trước đó. Cơ quan an ninh Ukraine nói vũ khí phóng tới Kiev là tên lửa hành trình KH-101. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận ít nhất 37 người thiệt mạng và hơn 170 người bị thương sau khi Nga tấn công vào một số tỉnh thành của Ukraine. Đây là vụ tấn công gây thương vong lớn nhất của Nga trong vòng vài tháng trở lại đây. Theo cơ quan khẩn cấp quốc gia Ukraine, trong số những người thiệt mạng, 33 người ở thành phố Kiev, 11 người ở tỉnh Donetsk. Ông Zelensky đã lên án vụ tấn công và kêu gọi các đồng minh, đối tác hỗ trợ Kiev nhiều hơn nữa để đối phó với mối đe dọa ông Zelensky kêu gọi, chúng tôi cần bắn hạ tên lửa của Nga, phá hủy máy bay chiến đấu Nga ngay tại căn cứ. Chúng tôi cần thực hiện các bước đi mạnh mẽ. Thế giới có thể làm điều này, các đồng minh và đối tác có thể làm điều này. Vụ tấn công của Moscow diễn ra trong bối cảnh Ukraine được cho là sắp tiếp nhận các máy bay chiến đấu F-16 của phương Tây và trước thêm hội nghị thượng đỉnh của NATO từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 7 tại Washington. Vào thời điểm diễn ra vụ tấn công, ông Zelensky đang trong chuyến công du Ba Lan và đã mở đầu buổi họp báo tại Vác Sava bằng một phút mặc niệm cho các nạn nhân. Trong khi đó, hãng TASS dẫn tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ cáo buộc từ Kiev. Bộ này khẳng định nhiều bức ảnh và đoạn video được công bố từ Kiev xác nhận thực tế vụ phá hủy là do một tên lửa phòng không Ukraine bị rơi khi phóng từ hệ thống tên lửa phòng không trong thành phố. Bộ Quốc phòng Nga lưu ý rằng lực lượng vũ trang Nga tấn công các mục tiêu phức hợp công nghiệp quân sự của Ukraine là để đáp trả các nỗ lực tấn công nhằm vào các mục tiêu bên trong nước Nga. Lưới phòng không suy yếu khiến Ukraine không thể bảo vệ sân bay quân sự ở sâu trong hậu phương, cho phép Nga tung đòn đánh chính xác cao. Cây bút David Ace viết trên Forbes rằng số đợt tập kích nhằm vào sân bay quân sự Ukraine đã tăng dần từ cuối năm ngoái, phá hủy nhiều phi cơ quý giá như tiêm kích Su-27 và MiG-29, cường kích Su-25 và trực thăng Mi-24 không quân và không quân lục quân Ukraine đã thiệt hại nặng nề do chiến sự, khó lòng duy trì lực lượng chiến đấu nếu tình trạng này tiếp diễn. Không rõ số lượng chiến đấu cơ còn có đủ khả năng vận hành trong biên chế quân đội Ukraine, nhưng Kiev gần như không còn nguồn cung máy bay hoàn chỉnh và phụ tùng đi kèm. Các nước phương Tây dự kiến viện trợ hàng chục tiêm kích hạng nhẹ F-16 và Mirage 2000 cho Ukraine, nhưng chúng cũng rất dễ bị tấn công nếu hệ thống phòng không của Kiev tiếp tục bộc lộ lỗ, lỗ hổng như vậy. Trước khi xung đột bùng phát, quân đội Ukraine sở hữu khoảng 400 hệ thống tên lửa phòng không các loại. Họ đã mất ít nhất 140 hệ thống trong hơn 2 năm giao tranh và tiếp nhận khoảng 100 tổ hợp thay thế. Về lý thuyết, Ukraine chỉ mất 10% lực lượng phòng không so với trước xung đột, nhưng lưới phòng thủ này đang bị kéo giãn hơn rất nhiều. Lỗ hồng phòng không nghiêm trọng buộc quân đội Ukraine áp dụng những giải pháp tình thế nhằm đối phó. Hiện tại, quân đội Ukraine đã có bước đột phá về đổi mới công nghệ, giúp giảm bớt áp lực lên phòng không. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ cho biết phi công Ukraine sử dụng máy bay không người lái UAV kiểu FPV để nhắm mục tiêu vào UAV trinh sát của Nga. Trước đó, một đoạn video công bố vào đầu tháng 6 cho thấy lực lượng Ukraine sử dụng UAV FPV tấn công UAV trinh sát chiến thuật Zala và UAV trinh sát tầm trung Olan-10 của Nga đang hoạt động trên không ở khu vực Bolshaya-Novosibirsk. Tiếp đó, nhóm tác chiến chiến thuật Kharkov công bố đoạn video cho thấy UAV Ukraine phá hủy UAV Lancet của Nga đang bay trên không. Các nhà phân tích quân sự lưu ý rằng cả Ukraine và Nga dường như đang cải thiện khả năng sử dụng UAV để ngăn chặn UAV đối phương ở cấp độ chiến thuật. ISV vẫn chưa thấy bằng chứng cho thấy quân đội Nga đang sử dụng UAV để tấn công máy bay không người lái tầm xa của Ukraine trên không. Khả năng của Ukraine trong việc sử dụng rộng rãi UAV giá rẻ để đánh chặn UAV trinh sát đắt tiền hơn của Nga trên quy mô lớn, có thể sẽ cho phép lực lượng Kiev làm suy giảm khả năng tấn công của Nga, trong khi tiết kiệm được các loại tên lửa phòng không tầm ngắn và tầm trung đắt tiền vốn đang khan hiếm cho những máy bay đắt tiền và quan trọng hơn của Nga. Tuy nhiên, ISVK vẫn chưa quan sát thấy Ukraine sử dụng FPV để giao chiến với UAV trinh sát Nga trên quy mô lớn. Sau cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên, ông Trump đang nắm trong tay những lợi thế lớn để tiến xa trên đường đua vào Nhà Trắng với sự ủng hộ tăng vọt của cử tri và khả năng thoát án. Mới đây nhất, chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của ông Donald Trump thông báo đã kêu gọi được 331 triệu đô la Mỹ trong quý 2 vừa qua. Con số này vượt xa 264 triệu đô la Mỹ mà chiến dịch tranh cử của tổng thống Joe Biden và các đồng minh Đảng Dân chủ khác kêu gọi được trong cùng khoảng thời gian. Điều này được xem là một chuyển biến tích cực đối với đội ngũ Trump trong bối cảnh cuộc chiến pháp lý của ông đã tiêu tốn khá nhiều từ ngân quỹ chung của chiến dịch. Trong những ngày đầu tranh cử, ông Trump liên tục lép vế trước ông Biden về số tiền thu được. Tuy nhiên, vài tháng qua, số tiền ủng hộ cựu tổng thống đã tăng mạnh. Về phía tổng thống Mỹ Joe Biden, ông đã lên tiếng khẳng định quyết tâm theo đuổi cuộc đua vào nhà trắng nhiệm kỳ thứ hai, bất chấp nhiều người cả trong đảng dân chủ đề nghị ông dừng tranh cử tổng thống năm 2024 trước tình hình trên ukraine quốc gia phụ thuộc vào viện trợ quân sự của mỹ để đối phó nga đang cố gắng sử dụng chiến thuật cân bằng để duy trì được sự ủng hộ của lưỡng đảng mỹ khi cuộc bầu cử tổng thống đang tới gần theo new york times nhận định ukraine đang tỏ ra thận trọng hết mức để có thể đảm bảo được sự ủng hộ từ mỹ sự thận trọng này càng rõ nét hơn trong bối cảnh ứng cử viên đảng cộng hòa của ông donald trump một người không ủng hộ việc viện trợ quá nhiều cho ukraine đang ngày càng có khả năng sẽ trở lại nhà trắng Hầu hết trong các cuộc phỏng vấn gần đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đều được hỏi rằng nếu ông Trump thắng cử, điều đó sẽ tác động ra sao tới Ukraine. Trong các tình huống, ông Zelensky hầu như đều lựa chọn từ ngữ khá cẩn thận dù bất đồng quan điểm với ông Trump khi cựu Tổng thống Mỹ trước đó tuyên bố có thể khép lại xung đột trong 24 giờ. Ukraine gặp thách thức với cả Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa họ đã không ít lần bày tỏ sự thất vọng trước tốc độ viện trợ chậm chạp của Mỹ trong nhiều tháng và lệnh cấm của chính quyền ông Biden về việc ngăn Ukraine dùng vũ khí viện trợ tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Trong các cuộc trao đổi riêng tư, các quan chức Ukraine nói rằng chính sách của ông Biden đặt kỳ ép vào thế khó. Họ cho rằng các vũ khí viện trợ còn thiếu về số lượng và những hạn chế ngăn cản Ukraine đạt được lợi thế trên chiến trường để dẫn tới vị thế tốt hơn trên bàn đàm phán Ông Biden cũng không tham gia hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine ở Thụy Sĩ vào tháng 6, dù ông Zelensky đã nhiều lần kêu gọi. Mối quan tâm cấp thiết nhất đối với Ukraine lúc này là vòng xoáy tranh luận về tương lai chính trị của ông Biden sẽ có thể gây sao lãng trong cuộc họp của NATO ở Washington, khi tổ chức này đang hướng tới vai trò lớn hơn trong việc điều phối cung cấp vũ khí và đạn dược cho Kiev. Đài phát thanh công cộng Estonia ERR ngày 8 tháng 7 cho biết Tổng thống nước này, ông Alakaris đã gặp người đồng cấp Litva Gitanas Nauseda tại Vilnius để thảo luận về các vấn đề như hợp tác giữa hai nước, an ninh khu vực và sự chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sắp diễn ra ở Washington, Mỹ. Tại cuộc gặp, Tổng thống Karis nhấn mạnh rằng chủ đề quan trọng nhất của hội nghị thượng đỉnh NATO là hỗ trợ toàn diện lâu dài và hiệu quả cho Ukraine cả trong và sau chiến tranh, cũng như tăng cường khả năng phòng thủ và sẵn sàng đối mặt với mối đe dọa đối với NATO từ Liên bang Nga. Ông Karis nói Liên minh phải gửi một thông điệp mạnh mẽ rằng NATO sẽ hỗ trợ Ukraine tới chừng nào có thể. Từ cách thành viên NATO của Ukraine là không thể thương lượng và quá trình trở thành thành viên là không thể đảo ngược. Theo Tổng thống Estonia, nếu toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine không được tôn trọng, điều đó sẽ dẫn đến các cuộc xung đột mới và lớn hơn trong tương lai. Vì vậy, ông Karis nhấn mạnh, chiến lược hiệu quả duy nhất hiện nay là hỗ trợ Ukraine nhiều nhất có thể. NATO đã vượt qua thành công những do dự trước đây liên quan đến viện trợ quân sự cho Ukraine, không nên đặt ra giới hạn nào cho việc hỗ trợ thêm. Về phía Liên bang Nga, theo đài RT, Moscow đã nhiều lần đánh giá việc mở rộng NATO tiến đến gần biên giới Nga là mối đe dọa hiện hữu. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng mục tiêu gia nhập NATO của Ukraine là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến cuộc xung đột đang diễn ra. Moscow cũng đánh giá việc phương Tây cung cấp vũ khí để hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Kiev khiến những quốc gia này trở thành một bên tham gia cuộc xung đột. Điện Kremlin nhấn mạnh việc NATO tham gia sâu hơn vào cuộc xung đột có nguy cơ dẫn đến đối đầu trực tiếp giữa Moscow và khối quân sự do Mỹ đứng đầu, đồng thời có rủi ro mở rộng thành xung đột hạt nhân. Trong một diễn biến khác cùng ngày, chính phủ Estonia đã quyết định tăng cường kiểm soát hàng hóa ở biên giới với Liên bang Nga. Thủ tướng Estonia Kajakalas vừa qua tuyên bố nước này có kế hoạch thực hiện kiểm tra hải quan toàn diện ở biên giới với Liên bang Nga để ngăn chặn việc trốn tránh các lệnh trừng phạt. Tờ Euromaidan dẫn thông tin từ cơ quan báo chí của chính phủ Estonia cho biết chính phủ Estonia đã quyết định tăng cường hiệu quả kiểm soát đối với dòng hàng hóa bị trừng phạt tại biên giới với Liên bang Nga. Thủ tướng Kajakalas nói, chúng ta phải đảm bảo rằng hàng hóa qua biên giới của chúng ta không phải chịu lệnh trừng phạt của Liên minh Châu Âu EU Thủ tướng Kalash nhấn mạnh rằng bất chấp những hạn chế hiện có các nỗ lực lách luật trừng phạt ở biên giới vẫn tồn tại và gói trừng phạt mới của EU đã làm tăng thêm những rủi ro này Bà Kalash nói việc thay thế các biện pháp kiểm tra có chọn lọc dựa trên rủi ro hiện tại bằng kiểm tra toàn diện hàng hóa và phương tiện sẽ giúp chính quyền tin tưởng hơn rằng hàng hóa có thể hỗ trợ bộ máy quân sự của liên bang Nga sẽ không vượt qua biên giới Estonia. Theo Euro Maiden, hàng ngày các nhân viên hải quan Estonia ở Nava đều phát hiện có trường hợp du khách cố gắng buôn lậu hàng cấm cũng như tiền Euro sang Liên bang Nga và tình trạng này đã dẫn đến tình trạng xếp hàng đáng kể tại các cửa khẩu biên giới với thời gian chờ đợi đôi khi lên tới 5 ngày. Bà Kalas nói thêm rằng Estonia sẽ tiếp tục thảo luận với Phần Lan, Latvia, Litva và Ba Lan về các yêu cầu và thủ tục thống nhất tại biên giới. Thủ tướng Estonia Kallas sẽ thay thế ông Josep Borrell trở thành người phụ trách chính sách đối ngoại tiếp theo của EU. Việc bổ nhiệm này là một phần trong quá trình cải tổ rộng rãi hơn các vị trí hàng đầu của EU. Tổng thống Volodymyr Zelensky mới đây đã có chuyến thăm Odessa nhân ngày Hải quân Ukraine. Đồng hành cùng ông Zelensky có ông Kaspar Venkamp và ông Ruben Brekensman, Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan, ông John Healy, Bộ trưởng Quốc phòng Anh, ông Dmitry Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, ông Rustem Umerov, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông Oleksandr Shishky, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, ông Oleksiy Nespapa, Tư lệnh Hải quân Ukraine, ông Oleg Kipper, Cục trưởng của quân sự tỉnh Odessa và ông Andriy Yamak, tránh văn phòng Tổng thống Ukraine. Trong chuyến thăm, ông Zelensky đã trao huân huy chương cho các binh sĩ Ukraine và đặt vòng hoa tưởng nhớ những người đã hy sinh tại đài tưởng niệm liệt sĩ hải quân ở cảng Odessa. Thành phố Odessa là hải cảng quan trọng nhất của Ukraine, nằm bên bờ biển đen và chỉ cách biên giới Moldova khoảng 35 km. Thành phố này có vị trí chiến lược không chỉ trong thế trận phòng thủ mà còn với toàn bộ nền kinh tế Ukraine. Đây là con đường xuất khẩu chủ lực của nông sản và hàng hóa Ukraine ra thị trường quốc tế. Với vị trí địa lý chiến lược Odessa thường xuyên trở thành mục tiêu của các vụ tập kích hỏa lực từ phía quân đội Nga. Ukraine cáo buộc nhiều thủy lôi của Nga được thả quanh Odessa để phong tỏa hải cảng quan trọng này. Ukraine cáo buộc các cuộc tấn công liên tục của Nga vào Odessa là một phần trong nỗ lực của Moscow nhằm phá hủy hoạt động xuất khẩu lương thực của Ukraine. Trước đó, theo các quan chức Ukraine, tên lửa hành trình Nga đã bắn trúng một nhà kho ở thành phố cảng Odessa, gây ra đám cháy lớn lan rộng tới 3.000 mét vuông khiến 4 người bị thương. Lực lượng không quân Ukraine tuyên bố, lực lượng Nga đã tấn công Odessa với hai tên lửa hành trình, trong đó một quả đã bị hạ. Các phóng viên của hãng tin AFP tường thuật lại những cột khói lớn bốc lên từ một tòa nhà cháy đen. Thời điểm đó, thống đốc vùng Odessa, Ole Kipper cho biết, Chúng tôi một lần nữa tin rằng, kẻ thù đang cố tình tấn công dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự để gieo rắc hỗn loạn. Vào tháng 5, quân đội Nga cũng đã thực hiện một cuộc tấn công tên lửa Nhằm vào trụ sở lực lượng vũ trang Ukraine ở trung tâm Odessa giữa lúc xung đột leo thang. Lực lượng kháng chiến ở Odessa cho biết đã nghe thấy ba vụ nổ, vụ thứ hai rất mạnh. Ở khu vực Kulikovo Pole, nơi đặt trụ sở của bộ chỉ huy tác chiến Pipden miền Nam của Ukraine. Theo thông tin được truyền thông Ukraine tiết lộ trước đó, quân đội Nga được cho là lên kế hoạch giành quyền kiểm soát hoàn toàn Odessa trong 3 tháng. Chiến dịch tấn công Odessa của quân đội Nga dường như được chia thành ba bước. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã có chuyến thăm Trung Quốc mà ông tự gọi là sứ mệnh hòa bình 3.0. Chuyến thăm diễn ra một ngày trước khi NATO tổ chức hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 75 năm thành lập ở Washington. Chuyến thăm này cũng diễn ra sau các chuyến thăm bất ngờ của ông Orbán tới Nga và Ukraine trong tuần trước. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV trích lời ông Tập nói với ông Oban trong cuộc hội đàm rằng cộng đồng quốc tế nên tạo điều kiện và cung cấp sự hỗ trợ để hai bên là Nga và Ukraine có thể nối lại các cuộc đối thoại và đàm phán trực tiếp. CCTV trích lời Chủ tịch Tập Cận Bình nói với Thủ tướng Oban trong cuộc hội đàm rằng cộng đồng quốc tế nên tạo điều kiện và cung cấp sự hỗ trợ để hai bên là Nga và Ukraine có thể nối lại các cuộc đối thoại và đàm phán trực tiếp. Chủ tịch Tập Cận Bình nói thêm lập trường của Trung Quốc và Hungary về cuộc xung đột ở Ukraine là giống nhau. Ông Tập nói với ông Orbán rằng chỉ khi tất cả các cường quốc phát huy năng lượng tích cực thay vì tiêu cực thì lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột này mới có thể xuất hiện. Ông nhấn mạnh rằng lợi ích của tất cả các bên là ngừng bắn và tìm kiếm giải pháp chính trị càng sớm càng tốt. Ông Tập nói thêm hiện tại cần tuân thủ ba nguyên tắc không lan rộng chiến trường, không gia tăng xung đột và không tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa để làm dịu tình hình càng sớm càng tốt. Thủ tướng Oban mới gặp Chủ tịch Tập cách đây 2 tháng, khi ông đón nhà lãnh đạo Trung Quốc đến Hungary trong chuyến công du đến 3 quốc gia châu Âu. Trong chuyến thăm Kiev tuần trước, ông Oban đề xuất Ukraine cân nhắc đồng ý ngừng bắn với Nga. Chuyến đi của ông đến Moscow vấp phải chỉ trích của Ukraine và các lãnh đạo Liên minh châu Âu EU. Ông Oban viết trên mạng xã hội X rằng Trung Quốc là một cường quốc quan trọng, trong việc tạo điều kiện cho hòa bình trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Ông Oban viết, đây là lý do tại sao tôi đến gặp Chủ tịch Tập tại Bắc Kinh chỉ hai tháng sau chuyến thăm chính thức của ông ấy tới Budapest. Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 8 tháng 7 khẳng định Thủ tướng Hungary Viktor Orbán không thể làm trung gian giữa Moscow và Kiev để chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Đây là việc chỉ có các thế lực lớn như Trung Quốc, Mỹ hay Liên minh châu Âu-EU mới có thể đảm nhận. Tổng thống Ukraine cho rằng chỉ có những nền kinh tế hùng mạnh hay những quốc gia có lực lượng vũ trang vượt trội hơn Nga mới có thể đảm nhận nhiệm vụ đàm phán hòa bình cho xung đột tại Ukraine. Ông Zelensky trả lời họp báo khi đang trong chuyến thăm đến nước láng giềng Ba Lan rằng có nhiều quốc gia như vậy trên thế giới không? Không nhiều. Tôi tin rằng Mỹ và Trung Quốc là những quốc gia như vậy và EU không phải một quốc gia mà là toàn bộ EU. Đây thực sự là một sứ mệnh trung gian. Tổng thống Ukraina nói ông Obama đã đàm phán với tổng thống Nga Putin mà không có sự phối hợp với Kiev. Thưa quý vị, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh toàn cảnh 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo